Kính thưa quý vị và các bạn, trong cái mục trả lời thư của bạn đọc thì tôi sẽ gửi đến cho quý vị một cái câu hỏi số 6. Chào cô, cho cháu hỏi cô một vấn đề này thế này ạ. Tên cháu là Nguyễn Văn A. Bạn cháu có tiêu mất một số tiền của gia đình và nói dối là đã cho vay số tiền đó, rồi nhờ cháu và một bạn nữa viết hộ hai cái giấy vay tiền giả có nội dung là anh Nguyễn Văn B và chị Nguyễn Thị C có vay số tiền của gia đình bạn kia mà bạn kia đã tiêu mất. Cho cháu hỏi cháu có phải chịu trách nhiệm đối với nội dung cháu viết trong giấy không? Có bằng chứng là bạn kia nhờ cháu viết hộ nội dung đó. Cháu không có ý định lừa đảo. Rất mong cô giải đáp giúp cháu. Đọc cái câu hỏi này tôi thấy rất là quen. Thì thôi bây giờ như thế này, tôi phân ra làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là các bạn, các em sinh viên luật, các em đang học. Thì nói thật với các em như thế này, nếu mà các em mà hỏi trong trường hợp thực tế thì các em sẽ không có một cái tính tổng hợp, phân tích, lập luận, suy luận. Và cái thứ hai nữa, nếu như trong trường hợp những cái bài giảng mà trong giảng đường mà mấy em mà gửi đến chị luật sư, cô luật sư thì rõ ràng dở quá. Vì tại sao mình không đem những cái quy định của pháp luật về luật tại thời điểm mà ghi cái giấy này, mình áp dụng những cái quy định về hợp đồng tranh chấp, hợp đồng vay tiền, những cái áp dụng về chứng cứ, và thế rằng là mình phải nghiên cứu rồi từ đó mình mới giỏi. Tôi cho rằng là không lẽ qua một cái kỳ thi các em mà không qua nổi, các em phải đi hỏi luật sư, như vậy thì rất là dở. Cái thứ hai nữa, sau này khi ra trường các em không thể ai giúp các em được, mà các em phải tự mình bằng chính nghị lực, bằng chính sức lực của mình. Tôi sẽ trả lời hết tất cả những cái nội dung. Tuy nhiên thì tôi cũng chỉ đoán đây là thuật ngữ dân nhà luật, với một cái câu là cháu có chịu trách nhiệm nội dung cháu viết trong giấy này hay không. Nếu các bạn là sinh viên luật, các bạn muốn vượt qua kỳ thi thì các bạn phải chứng tỏ niềm tin của mình. Và tôi nghĩ rằng nếu các em mà hỏi như vậy thì rất là phí thời gian cho các em, mà phí thời gian cho chính bản thân tôi. Câu trả lời nó sẽ không thực tế và rất là phí. Tuy nhiên thì khoảng 70% tôi vẫn trả lời vị khách hàng này nếu đúng đó là sự thật. Sự thật thì dễ thôi quý vị và các bạn. Trong cái giấy vay tiền nó có thể hiện nội dung rằng là tôi là người vay, vay của Nguyễn Văn A, vay với số tiền là 1 đồng. Thời hạn trả là bao lâu? Lãi suất có hay không? Và khi mình viết hộ, mình viết giùm như vậy thì mình phải chịu trách nhiệm về cái việc mình đã viết. Các bạn biết không, không thể thỏa thuận trong hợp đồng vay tiền là tôi không giao tiền được, vì điều đó rất là khó. Tại vì nếu anh có giao tiền thì người ta mới đưa lại cho anh một cái tờ giấy vay nợ, chứ không thể nào có cái chuyện là không, anh viết giấy giùm được. Rất là khó chứng minh. Rồi thì phải chịu trách nhiệm nội dung cháu viết trong này hay không? Chắc chắn rồi. Nếu Nguyễn Văn B viết rằng mượn vay số tiền là 100 đồng thì Nguyễn Văn B phải có trách nhiệm trả lại cho Nguyễn Văn A là 100 đồng. Nguyễn Thị C vay của người khác là 500 triệu thì Nguyễn Thị C phải có nghĩa vụ, đây là hợp đồng vay tiền. Về mặt bản chất hợp đồng vay tiền là như thế này quý vị và các bạn. Hợp đồng vay tiền là sự thỏa thuận của hai bên, trong đó bên cho vay đưa tiền, thời hạn
sẽ trả lại đến một lúc nào đó. Hợp đồng vay tiền là một cái hợp đồng phổ thông và rất thực tế. Nếu trong trường hợp mẹ của Nguyễn Văn A khởi kiện cho rằng con của bà đã cho Nguyễn Văn B và Nguyễn Thị C vay tiền, thì Nguyễn Văn B và Nguyễn Thị C phải có nghĩa vụ trả. Tôi cũng không biết vị độc giả này nói rằng có bằng chứng là bạn kia nhờ cháu viết hộ, thì không biết là bằng chứng như thế nào. Tuy nhiên thì cái rất khó trong cái việc chứng minh những chứng cứ mà được các bên thừa nhận thì rất là khó. Nếu như trong trường hợp không phải là các em sinh viên thì cái vị độc giả này hãy liên lạc với tôi, cho rằng là quý vị có cái bằng chứng là người kia nhờ viết giùm, thì hãy đưa cho tôi cái chứng cứ đó, để trong một cái kinh nghiệm làm nghề thì tôi biết cái chứng cứ này có thuyết phục tòa hay không, chứng cứ này có được chấp nhận hay không. Và tôi nói rằng là đây cũng là một cái kinh nghiệm cho mình trong cái quá trình giao dịch. Mình không thể tin ai, không thể gọi là không vay tiền mà lại vì một cái chút nể nang gì đó để hại đến mình. Đây cũng là cái một trong những cái dạy mà ông bà ta vẫn nói đó, làm mai cái thứ hai là lãnh nợ, gác cu và cầm chầu. Bốn cái dạy đó đã được đúc rút trong thực tiễn, và tôi hy vọng rằng cái vị độc giả này là có thật, không phải là các em sinh viên dân nhà luật. Và nếu như trong trường hợp vị độc giả này có những cái bằng chứng nhờ bạn kia viết hộ cái nội dung, thì hãy phản hồi dưới cái video này để chúng ta cùng nhau san sẻ những cái kiến thức luật. Dĩ nhiên luật sư không thể cho các bạn 100% về lời khuyên. Tuy nhiên rằng nếu như trong trường hợp quý độc giả đã phản hồi lại thì đưa ra những cái bằng chứng là có ông A đã ổng nhờ mình viết hộ, thì luật sư sẽ đánh giá cái chứng cứ này trên một cái cơ sở pháp lý và đưa ra những lời khuyên hữu ích cho quý vị. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Cho đến thời điểm này thì tôi cũng đã trả lời toàn cộng là 6 câu hỏi, và hy vọng rằng trong một ngày thì tôi sẽ trả lời được 3 cái video cho quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn nào đã có một cái câu hỏi trả lời thì hãy trả lời lại dòng comment là say thank you luật sư Thủ Đoàn trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi xin trân trọng cảm ơn.